thua đau Trung Quốc, Mỹ bảo chi nhằm lấy lại ngôi vương xe điện. Mỹ cho Ford vay 92 tỷ USD xây 3 nhà máy pin, quyết tạo ra công ty 100% Mỹ trong chuỗi cung ứng. Hơn 100 dự án sản xuất xe điện và pin đã được tuyên bố hoặc đang xây dựng tại Mỹ, tổng đầu tư lên đến 200 tỷ đô la. Những nhà máy mới cuối cùng sẽ cung cấp sự mở rộng của Ford vào lĩnh vực xe điện đang được xây dựng tại Kentucky và Tennessee thông qua một liên danh gọi là Blue Oval SK, được sở hữu bởi Ford và gã khổng lồ pin Hàn Quốc là SK On Corporation. Ford lên kế hoạch sản xuất nhiều nhất 2 triệu xe điện vào năm 2026, tăng mạnh từ mức 132.000 chiếc vào năm ngoái. Việc xây dựng 3 nhà máy của Blue Oval cộng thêm một dây chuyền lắp ráp xe điện của Ford ở cạnh đó dự kiến tiêu tốn 11,4 tỷ đô la. Xe hơi và xe SUV của Ford được sản xuất bằng pin trong nước cũng sẽ đủ điều kiện nhận hàng tỷ đô la ưu đãi theo các khoản tài trợ năng lượng sạch trị giá 370 tỷ đô của đạo luật giảm lạm phát IRA, một phần của biện pháp khí hậu lịch sử được thông qua thành luật khoảng một năm trước. Chính phủ Mỹ sẽ trợ cấp cho việc sản xuất pin và người mua có thể đủ điều kiện để được giảm thuế bổ sung lên tới 7.500 đô la cho mỗi chiếc xe. Tuy nhiên, cũng bởi có hàng loạt khoản trợ cấp, gói vay từ chính phủ và đầu tư tư nhân đã dẫn tới tình trạng bùng nổ sản xuất. Hơn 100 dự án sản xuất xe điện và pin đã được tuyên bố hoặc đang xây dựng tại Mỹ, tổng đầu tư lên đến 200 tỷ đô la. Kể từ khi ngành công nghiệp ô tô ra đời cách đây 100 năm trước, chúng ta mới được chứng kiến sự bùng nổ đầu tư như thế này, theo Gary Siebert, chuyên gia tới từ KPMG. Khoản vay xây nhà máy pin của Ford tới thông qua một cái chương trình của Bộ Năng lượng Mỹ được biết tới là Loan Programs Office LPO, nơi đã chi 33 tỷ đô la trong vòng 14 năm qua kể từ khi IRA được thông qua. Tổng khoản tiền hiện cho vay thông qua LPO đã lên tới 400 tỷ đô la và kích thước khoản vay vẫn có xu hướng tăng lên. Khoản vay của Ford đã tăng gấp 3 so với khoản vay của GM cũng từ tính chương trình này vào năm ngoái. Trường hợp thành công nhiều khoản vay từ LPO phải kể đến là Tesla vào năm 2008, thời điểm quan trọng khi mà công ty vật lộn để đưa mẫu sedan Model S đột phá của mình vào sản xuất. Với sự giúp đỡ của 465 triệu USD tài chính liên bang, Tesla đã tăng cường nhà máy đầu tiên của mình ở Fremont, California và hiện là nhà sản xuất ô tô có giá trị nhất trên thế giới. Một phần nhiệm vụ của LPO là phục vụ các công ty mới nổi đang cố gắng mở rộng quy mô công nghệ mới và điều này thường đòi hỏi phải hỗ trợ các doanh nghiệp vốn có rủi ro. Tuy nhiên, về tài trợ cho xe điện và chuỗi cung ứng pin, những bước đột phá rực rỡ vào công nghệ chưa từng thấy trước đây không phải là lúc nào cũng là dấu ấn trong chiến lược của LPO. Pin xe điện tiêu chuẩn của Blue Oval dường như không có gì đặc biệt tiên tiến. Công ty từ chối tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về công nghệ của mình. Nhưng các nhà máy pin được coi là quan trọng đối với chiến lược công nghiệp của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn mới của Bloomberg, Gigasat, giám đốc LPO, một doanh nhân năng lượng mặt trời tiên phong nói, mục tiêu của chương trình không phải là đổi mới mà là để có nhiều chuỗi cung ứng hơn được sản xuất tại Mỹ. Giám đốc điều hành của Blue Oval, Robert Ree, cho biết, trong một tuyên bố của công ty, sẽ sử dụng khoản vay này một cách tối đa khi chúng tôi tạo ra được 7.500 việc làm tốt ở Mỹ. Việc IRA được thông qua vào tháng 8 đã cho phép chính quyền của ông Biden đặt cược vào chính sách công nghiệp có thể giúp các nhà sản xuất ô tô Mỹ cạnh tranh trên toàn cầu và góp phần vào mục tiêu giảm một nửa lượng khí thải nhà kính của Mỹ vào năm 2030. LPO có khả năng đóng vai trò là một ống dẫn thiết yếu của chính sách đó. Sự hỗ trợ của chính phủ không thể đến vào thời điểm tốt hơn cho Ford. Năm ngoái, công ty đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn, tách các hoạt động kinh doanh của mình theo loại
là hệ thống truyền động, tách động cơ điện khỏi động cơ truyền thống, đồng thời cam kết đầu tư 50 tỷ đô la cho xe điện. Điều lớn nhất của việc mở rộng quy mô là pin. Jim Farley, giám đốc điều hành của Ford, nói vào tháng 3 từ một công trường xây dựng của Blue Oval ở Tennessee. Pin lithium ion cung cấp năng lượng cho gần như tất cả 25 triệu xe điện trên đường trên toàn thế giới là sản phẩm gián tiếp của sự đổi mới của Mỹ. Exxon lần đầu tiên phát minh ra một chiếc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vào năm 1970, nhưng đã không những gã khổng lồ đã dầu mỏ đã không ủng hộ phát minh này. Sau nhiều thập kỷ tiến bộ, chủ yếu thông qua nghiên cứu của chính phủ, pin lithium ion đã được thương mại hóa cho các thiết bị điện tử vào những năm 1990 và sau đó chuyển sang xe điện vào năm 2000. Tuy nhiên, sự khởi đầu công nghệ cho Mỹ đã không dẫn đến một cái lĩnh vực sản xuất pin cây nhà lá vườn mà phần lớn bắt nguồn từ châu Á. Ngay cả Tesla cho đến nay vẫn dẫn đầu thị trường về xe điện, phần lớn dựa vào quan hệ đối tác với các tập đoàn Panasonic Holding của Nhật Bản để cung cấp pin cho ô tô của mình ở Mỹ. Sự vắng mặt của một gã khổng lồ pin chuẩn Mỹ không phải do thiếu cố gắng. Các công ty như A123 Systems đã thất bại do thiếu nhu cầu, ngay cả với hàng triệu đô la hỗ trợ của chính phủ Mỹ vào năm 2009. Lý do chỉ đơn giản là không đủ để tạo ra một doanh nghiệp bền vững. Sau khi A123 nộp đơn xin phá sản vào năm 2012, tài sản công ty đã được mua bởi một công ty phụ tùng ô tô Trung Quốc. Sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ chính sách công nghiệp bền vững của Trung Quốc đã sinh ra các nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, và công nghệ A123 đã giúp phát triển kinh doanh cho chủ sở hữu mới. Trung Quốc không chỉ cam kết nhiều tiền hơn của chính phủ do các doanh nghiệp pin trong thập kỷ qua, mà Bắc Kinh còn áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc bán xe đốt trong. Người mua Trung Quốc phải đối mặt với sự chờ đợi lâu và chi phí cao hơn để mua bất kỳ chiếc xe nào không phải là xe điện. Đó là cách Trung Quốc phát triển những gã khổng lồ pin toàn cầu như Contemporary Amperex Technology Limited, hiện là nhà sản xuất pin lithium ion lớn nhất thế giới với các nhà máy mở rộng sang châu Âu. Từ năm 2009 đến năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã rót hơn 130 tỷ đô trợ cấp vào thị trường xe điện. Theo một báo cáo năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đó là một ước tính thận trọng. Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại nhóm nghiên cứu, cho biết số tiền này chưa bao giờ làm hỗ trợ gián tiếp dưới hình thức giảm thuế và đắt giá rẻ cho các nhà máy. Tất cả những điều đó đã được kết hợp nhiều lần bởi đầu tư từ khu vực tư nhân, bao gồm các khoản đầu tư lớn từ Berkshire Hathaway của Warren Buffett vào gã khổng lồ EV Buddy. Theo Bloomberg Net, hơn 80% công suất sản xuất pin lithium ion hiện là ở Trung Quốc. Nếu LPO hiện đã trở thành một trong những công cụ lớn nhất trong phản ứng của Mỹ đối với Trung Quốc, thì trong 10 năm qua, văn phòng này đã phải chịu đựng một thời gian bị bỏ bê. Văn phòng này đã sụp đổ dưới thời Tổng thống Donald Trump, người đề xuất loại bỏ LPO trong các yêu cầu ngân sách liên bang của mình. Rich Perry, người lãnh đạo Bộ Năng lượng trong thời gian đó, đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo Hội đồng Quản trị Texas, chịu trách nhiệm duy trì tòa nhà Quốc hội và dinh thự của thống đốc làm giám đốc LPO. Một thập kỷ không hoạt động lại của LPO kéo dài từ năm 2012, khoảng cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama, cho đến khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021, giai đoạn trùng hợp với việc Mỹ tụt hậu xa so với Trung Quốc về công nghệ xanh. Chỉ có khoảng 12 tỷ đô được đưa ra khỏi cửa LPO trong giai đoạn này, tất cả đều dành cho một nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở bang Georgia. Trong thời gian văn phòng không hoạt động, có rất nhiều công ty cần chức năng thanh khoản này và không thể tìm thấy hỗ trợ, sao nói. Vì vậy, cuối cùng họ đã bị trì hoãn về năng thương mại hóa công nghệ. Hôm nay,